Rồi, DC 80. Đang cắt lúa vụ đông xuân này nha các bạn. Lối chung dáng đi xe 80 và lút luôn chị ạ. Thì năm nay vụ đông xuân ở quê mình thì ai cũng đều trúng lúa hết nha các bạn. Thì 1.000 mét vuông một công thì khoảng tháng 2 tháng 3 trúng giá luôn. À, các bạn xem đang chạy tới nha các bạn, mới cắt DC 80 và lốt. À, cắt lúa đất khô chạy quá chạy rồi. Thì lâu lâu kênh mình nổi gió một bữa nha các bạn. Mình sẽ đăng quay máy cắt cho các bạn xem. Thấy máy cắt thời gian xem nó đã. Bông lúa gãy cổ cũng rất là nhiều, đơ quá nhiều nè. Lúa này chắc không trúng nổi.
mấy kẹo lúa cậu lúa để trả lúa vô nè bà. Ồ, chạy ra chạy đông luôn nè.